tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toản. Thì hôm nay Toản sẽ chỉ cho các bạn một mẹo treo bao cát. Có rất nhiều những bạn có bao cát mà các bạn treo thấp quá, cao quá, khó để các bạn căn được khoảng cách nào là tốt nhất và đúng nhất. Thì hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để các bạn treo bao cát được đúng như ý của các bạn luôn. Chia sẻ với các bạn, chúng ta hãy lấy cái phần đầu gối của chúng ta đến phần đai quần của chúng ta làm chuẩn nha các bạn. Tức là các bạn tập luyện thì các bạn phải lấy các bạn làm chuẩn. Mình tập luyện thì mình lấy mình làm chuẩn, tức là từ đầu gối đến đai quần. Ví dụ đây là 31m2, thực tế là 31m2. Thì mình sẽ cho nó nằm ở giữa cái đùi của mình đây. Đây là đầu gối, đây là đai quần của mình đây. Đấy, thắt lưng của mình nằm đây thì đầu gối mình đây thì mình sẽ cho nó vào giữa đây. Là cái đáy của bạn. Mình lấy tâm là lấy cái đáy của bao để mình còn lên gối được ha. 1m2 nhé các bạn, là cũng có thể là vừa đá vừa lên gối được nhé các bạn. Đấy, nên là nó hợp lý nhất là bao 1m2, là nó ngang với cái đầm đùi của chúng ta để thực hiện. Nếu mà ví dụ bao 1m thì sao? 1m thì chúng ta sẽ cho cao ngang lên gần với cái đai quần, nó nằm ở tầm này. Đai quần là cái chỗ thắt lưng của các bạn đây, thì các bạn cho lên tầm ngang này, bao 1m các bạn, các bạn cho lên tầm này là cái đáy của bao nó ngang tầm này. Nếu mà 1m5 thì như thế nào các bạn ạ? 1m5 thì chúng ta sẽ treo bao ở gần đầu gối. Tiếp đầu gối của chúng ta đây, thì gần đầu gối, đây là đùi giữa này, giữa đùi này, thì chúng ta gần cái đầu gối là 1m5 nha các bạn. Còn bao 1m7 và 1m8 thì các bạn treo bao ngang với cái đầu gối của các bạn. Bao dài thì các bạn càng hạ thấp xuống dần, càng bao dài thì càng hạ thấp xuống dần đến đầu gối nha các bạn. Đó là cái bao bao treo. Còn cái phần ở đáy nhá, còn cái phần ở trên thì như thế nào? Người ta không có chỉ cho các bạn phần ở trên đâu, các bạn thấy không? Mình treo bao mình thường thường hay làm cái phần dây đủ ở trên. Mình có thể móc trực tiếp móc vào cái móc kia được. Nhưng mà các bạn hãy để ý, mình sẽ cho một khúc cái video của Toản nha. Toản sẽ để một cái video lên trên màn hình cho anh em xem cái video toàn tập. Khi mà các bạn sử dụng dây dù khoảng tầm 20-30cm ghép vào cái dây dù giống như vậy, như trong video là như vậy, nó sẽ giúp cho cái độ êm của cái bao, độ giật khi mà chúng ta đấm đá các bạn, chúng ta đá là bao nó sẽ có độ giật, nó cứ giật. Thì nếu như mà các bạn treo như vậy, trực tiếp vào cái bao như vậy, là cái khung treo của các bạn, thì nhà các bạn chế cái khung treo như thế này mà, đúng không các bạn? Các bạn chế cái khung treo như vậy là nó sẽ giật cái khung treo, dẫn tới những con ốc gắn vào tường, những con ốc vít á, thì giật như vậy, lâu ngày nó sẽ lỏng ra và nó sẽ có độ rung, độ lắc cho cái khung treo của các bạn. Các bạn thấy cái khung treo trong video rồi đấy, là nó sẽ có độ giật. Nên là có một cái độ cái dây dù vào thì nó sẽ giúp giảm tải độ giật, nó sẽ có độ đàn hồi cho các bạn và cho cái bao. Nó có độ đàn hồi và độ giảm giật cho cái bao, dẫn tới là cái bao treo nó bền hơn và sử dụng được lâu năm hơn, và cái khung treo nó an toàn hơn. Ví dụ như khung treo của chúng ta nó, các bạn hãy tưởng tượng các bạn đi xe máy, ở phía sau người ngồi á có cái miếng, có cái lò xo giảm sốc ở dưới, thì nó giúp cho chúng ta là êm hơn và giảm sốc hơn. Thì cái bao treo nó cũng vậy, nó cũng có một cái dây dù ở bên trên để làm cái giảm sốc như thế. Thì không có cũng được nhé các bạn, không có dây này vẫn ok, vẫn tốt nhé. Giống như xe máy mà không có cần giảm sốc vẫn đi được, nhưng mà muốn để cho nó êm hơn, tốt hơn và đi được bền hơn và an toàn hơn, thì chúng ta nên có một cái khúc dây dù như vậy để giảm sốc các bạn. Đấy là một trong những mẹo mà người ta hay treo bao là như vậy. Có thể treo trực tiếp được nhưng người ta sẽ không treo, người ta phải thêm một lớp dây dù là như vậy. Có thể treo trực tiếp được, nên là khách hàng của mình như bao 1m2 này, mình cứ bảo anh cứ bắn khung treo dài một cao 1m2 cho em. 1m2 treo xong bảo treo sao nó có dư ra một khúc cái này, tức là nó cao quá mọi người. Nên là 1m2 mà bắn cái khung treo lên 2m2 là khách hàng của mình mà mua bao 1m2 như thế này, mình cứ bảo anh bắn lên tường cho em là cao 2m2,
xong treo lên là nó dư ra nó dài, thế thì mình mới bảo là mua thêm một khúc dây dù tầm 1 mét chia làm 3, 1 mét cấp thành 3 khúc là treo lên như vậy, giống như mình vậy, là nó sẽ giảm cái độ sốc đi, anh tập sẽ êm hơn, đủ giảm cái độ giật cho cái bao. Thì chính xác ra là mình chia sẻ như vậy cho anh em làm một cách nào cho nó hiệu quả và tốt nhất. Chứ thật ra trên mạng anh em xem đi, không có ai chia sẻ cái này cho các bạn đâu. Tất cả luôn, tất cả những người bán bao shop này shop kia người ta không chia sẻ cho các bạn thế này. Chỉ có một mình Toản thôi, bởi vì những cái người mà tâm huyết á, nó ở trên Việt Nam thì cả nghìn người bán rồi, nhưng mà tâm huyết thì các bạn tìm 1-2 người đã khó rồi các bạn ạ. Tìm một cái shop uy tín là rất cực kỳ khó các bạn ạ. Các bạn không tin, các bạn cứ tìm hết trên mạng đi xem có ai mà chia sẻ mà như thế này đấy các bạn không, tận tình với các bạn chia sẻ những cái mẹo cho anh em nhé. Không có đâu, nói thật các bạn, không có đâu. Để được một nơi uy tín về chất lượng ở Việt Nam thì cực kỳ là khó khăn, nhưng tìm mua thì đầy ở trên mạng Lazada, Shopee, Sendor rất nhiều, nhưng mà các bạn không thể được một người nào có tâm ở trong cái nghề đâu các bạn ạ. Mình nói như vậy không phải là mình nói mình, mà nó hiếm, cũng có đấy, nhưng mà nó hiếm cực kỳ. Nếu mà các bạn biết được cái shop nào như vậy có tâm và người ta sẽ giúp đỡ các bạn, đồng hành với các bạn nữa thì quá tuyệt vời. Nên là các bạn nếu mà xem cái video này thấy hay, bổ ích cho các bạn, nhớ là like và chia sẻ để ủng hộ kênh của Toản nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toản. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.